Vâng, chúng tôi là Liên Thành, Chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin hân hạnh chào tái ngộ cùng quý khán thính giả tại quốc nội cũng như hải ngoại. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi tiếp tục nói về Thích Kỳ Quan, nhân vật đã tạo một cái tiếng vang rất lớn trong suốt cả cái chiều dài cuộc chiến tranh Việt Nam từ sau cuộc đọc tranh 1963 cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Lần trước chúng tôi đã nói đến một số các công việc mà Thích Kỳ Quan đã tham gia vào trong những cái vụ, chẳng hạn như vụ đọc tranh 63 và những cái vụ biến động liên tục qua cả cái cuộc mà binh biến sau 63. Và bây giờ tôi xin trình bày chi tiết hơn về một cái vụ mà hết sức là quan trọng cho cái khoảng thời gian cuộc chiến Việt Nam, đó là cái vụ mà Kỳ Quan và đồng bọn cũng như là Cộng sản Việt Nam mưu toan khởi động một cái phong trào đấu tranh tại miền Trung, và với một mục đích cắt cái miền Trung làm khu tự trị. Lúc đầu là do Thích Kỳ Quan và một số các cái thành phần lãnh đạo trong Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ trụ trì trong cái khu vực đó, và đương nhiên đây là cái kế hoạch của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì như tôi nói, và đương nhiên lần lần thì cái miền Trung, nếu Thích Kỳ Quan thành công được thì lần lần sẽ chuyển giao lại cho Mặt trận Giải phóng miền Nam, hay là nói khác ra là cho Chính phủ Cộng sản Hà Nội. Và thưa quý vị, khởi bắt đầu từ trước năm 1965, khi mà các chính phủ dân sự liên tục sau vụ đảo tranh 63 nối tiếp cho một cái số vụ chỉnh lý đạo chánh, cho đến cuối cùng rằng cái chính phủ cuối cùng là chính phủ Phan Huy Quát, là cái chính phủ dân sự cuối cùng vào trước năm 1965. Thì đó là một cái chính phủ mà có thể nói là họ không thể điều hành nổi với cái tình trạng nhũ dương do cái đám Thích Kỳ Quan, số cơ sở cộng sản nằm vùng trong Phật giáo tạo ra. Và cuối cùng họ buộc lòng phải trao trả lại cái vấn đề lãnh đạo quốc gia cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và khi đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập cái hội đồng lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. Và sau đó thì quân đội đưa ra thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ thành lập một cái chính phủ gọi là chính phủ dân nghèo, và cái nội các đó do thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân, chỉ huy. Cái đám tướng trẻ này đương nhiên họ thấy rõ ràng là cái sự khuynh loạn quá đáng của Thích Kỳ Quan và một số các cái tăng lữ trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay là Phật giáo Việt Nam Ấn Quang đã hầu như là chen lẫn vào trong cái vấn đề điều động và điều khiển chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên họ cố ý lần lần tách ra khỏi cái ảnh hưởng của Kỳ Quan và Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Thưa quý vị, vì cái lẽ đó mà Thích Trực Quang thấy rõ ràng là nếu không có một cái sự thay đổi để đưa người của ông ta lên thì có lẽ rằng lần lần ông ta sẽ mất hết cả cái quyền lực. Mà một cái quyền lực mà ông ta mơ tưởng đó là một cái quyền lực sẽ đi đến cái vấn đề như hình thức ông ta là một quốc phụ của miền Nam Việt Nam. Nghĩa là ông ta là kẻ sẽ đứng trên cả tổng thống, cả thủ tướng của chính phủ miền Nam Việt Nam. Đó là cái mộng tưởng, đó là cái mơ ước của riêng cá nhân Thích Trực Quang. Nhưng mà ngoài ra là công việc chung nữa, đó là cái vai trò và cái trách nhiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng tình báo chiến lược đã giao cho Trực Quang khi hành cái mục tiêu đó. Đó là cái mục tiêu lần lần khuynh loát, cầm nắm, gài người vào trong các tầng lớp, từ thượng tầng, từ hạ tầng cho đến thượng tầng cơ sở Việt Nam Cộng Hòa, để sau đó đi đến cái tình trạng cướp chính quyền một cách dễ dàng. Và như vậy là tất cả cái miền Nam Việt Nam sẽ nhuộm đỏ vào tay quân Cộng sản. Thích Trực Quang đã hiểu và đã biết rằng là mình sắp sửa bị loại. Cho nên như lần trước tôi có thưa với quý đồng bào, Thích Trực Quang đã gặp đại sứ Hoa Kỳ Campbellos và đề nghị với ông này thực hiện cuộc đảo chánh. Thì ông Campbellos, ông rất ngạc nhiên và ông có hỏi Thích Trực Quang, nếu thầy chủ trương cuộc đảo chánh và nếu có đảo chánh xảy ra thì ai là người sẽ thay thế ông Kỳ bây giờ? Thì Thích Trực Quang trả lời với ông Campbellos là cái người thay thế ông Kỳ cũng chính là ông Kỳ. Thì là ông có một lối sống rất gạt, nhưng ông hỏi tại sao có cái chuyện lạ lùng như vậy, đạo chánh người ta đi rồi lại đưa người ta lên là sao? Thì ông nói một cái điều rất dễ hiểu, để cho cái nhóm tướng lãnh trẻ hiểu rằng tôi có đủ quyền lực kéo họ xuống và tôi cũng có đủ quyền lực để đưa họ lên, để cho họ thấy rằng tôi là ai và họ phải biết cái thân phận của họ là ai. Nhưng mà ông Thích Trực Quang ông đã có một cái ước tính hết sức là sai lầm. Ông cứ nghĩ là người Mỹ sẽ buông đời dùng ông. Nhưng mà thật tình đối với người Mỹ, họ dùng những cái loại người như Trực Quang chỉ là dùng trong một cái nhai đó, trong một giai đoạn nào đó khi mà cái tình hình chính trị hoặc cái nhu cầu của họ cần đến. Và sau khi cái nhu cầu họ xong rồi thì Trực Quang chỉ là một cái bộ tranh mà đã được tình báo Mỹ cũng như chính phủ Hoa Kỳ vắt hết nước, thì đương nhiên cái vỏ tranh sẽ được vắt vào sọc rã. Vì cái lý do đó mà trong âm thầm người Mỹ không nói ra, nhưng mà ngoài mặt người Mỹ cũng không ủng hộ hoặc là cũng không bác bỏ. Trí Quang nghĩ rằng là người Mỹ vẫn còn ủng hộ cả những Trí Quang và cái lực lượng Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng đã như đã từng ủng hộ họ trong cái giai đoạn 1963. Vì vậy Trực Quang đã rời bỏ Sài Gòn và ra Huế, và bắt đầu từ tháng 2 1966 thì Quang bắt đầu phát động một cuộc tranh đấu chống lại chính phủ Trung ương, nghĩa là chính phủ Thiệu Kỳ, bằng một cái lý do hết sức là ngây thơ và hết sức là âm mưu. Ngây thơ ở cái chỗ là người Mỹ vẫn nghĩ rằng là Trực Quang vẫn nghĩ người Mỹ hỗ trợ cho Trực Quang. Cái ngây thơ thứ hai của Trực Quang là Trực Quang vẫn nghĩ rằng là các cấp tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, hình ảnh của Trực Quang, hình ảnh là của một kẻ mà đầy quyền lực, mà các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải tung theo những cái mệnh lệnh của Trực Quang như cái thời gian sau đảo chánh 1963. Vì vậy Trực Quang ra Huế và phát động một phong trào tranh đấu gọi là biến động miền Trung. Nó phát đi từ một cái lý do hết sức là mơ hồ, hết sức là không chính đáng. Khi chính phủ Trung ương thấy rằng vị tư lệnh quân đoàn 1, tất nhiên khi đó là thiếu tướng Thi, Nguyễn Chánh Thi, ông là người có thể nói hầu như là chịu ảnh hưởng của ông Trực Quang quá nặng, hay nói một cách trắng ra đó là ông Trung tướng Nguyễn Chánh Thi là một người như là một cái tay chính bộ hạ
mà được sự, nghĩa là ông trực quan, nghĩa là toàn quyền có power và trị dân và sai bảo ông Nguyễn Cảnh Thi. Vì vậy chính phủ của thủ tướng cũng như hội đồng quân lực quyết định, nghĩa là thay Tưởng Thi. Đương nhiên khi trung tướng Nguyễn Cảnh Thi bị cách chức tại vùng tư lệnh quân đoàn 1 thì trực quan cho cái phong trào phát động mạnh mẽ hơn, bày hoại chính phủ trung ương phải bổ nhiệm lại, trao trả lại cái chức vụ quân đoàn 1 cho ông Tưởng Thi. Và cái thứ hai là yêu cầu giải tán chính phủ quân nhân, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ, giải tán hội đồng ủy ban lãnh đạo quốc gia và thực thi sửa soạn để cho bầu một cái hiến pháp mới. Xem ra cái điều kiện của Trí Quang trong cái vấn đề mà yêu cầu giải tán chính phủ cũng như là giải tán ủy ban lãnh đạo quốc gia, bầu để soạn thảo một cái hiến pháp mới, thì là xem ra có phần như là hợp lý. Nhưng mà thật tình cái âm mưu của Trí Quang nó một cách rõ ràng rằng là Trí Quang đang mưu toan rằng nếu như chính phủ Nguyễn Cao Kỳ tan rã, ủy ban lãnh đạo quốc gia của trung tướng Nguyễn Văn Thiệu rã đám và sửa soạn bầu trừ một cái quốc hội mới để mà soạn thảo hiến pháp, thì Trí Quang nghĩ rằng đây là một cái cơ hội mà phần thắng có thể đến 80-90% là người của Trí Quang sẽ được đưa vào trong quốc hội. Và như vậy thì cái ảnh hưởng của Trí Quang có thể leo lại được từ quốc hội và đương nhiên sẽ qua những cái lĩnh vực khác như là trong chính phủ hoặc cả các cái liền, các quân đoàn. Đó là một cái mộng rất lớn của Trí Quang, mà cái mộng là một cái mộng và một cái sự đòi hỏi hết sức là âm mưu của Trí Quang. Bởi vì nếu mà Trí Quang đưa được người vào trong quốc hội chiếm đa số thì tương nhiên Trí Quang sẽ chỉ huy và lãnh đạo hết được cả cái miền Nam Việt Nam. Đó theo cái suy nghĩ của Trí Quang. Nhưng mà ông Trí Quang đã lầm lẫn lớn. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn người Mỹ đánh đổ quân ào ạt vào miền Nam Việt Nam. Và chính phủ Mỹ đang cần một cái sự ổn định tại hậu phương miền Nam Việt Nam để cho quân đội Hoa Kỳ và quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa phối hợp hành quân tiêu diệt cộng quân trên mọi chiến trường, trên mọi vùng chiến thuật ở miền Nam Việt Nam. Đó. Vì cái lý do đó mà họ không muốn có một cái xảo trồn nào trong hậu phương nữa, để cho người lính Việt Nam Cộng Hòa yên tâm bảo vệ lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa và để cho quân đội Hoa Kỳ yên tâm mà giúp đỡ cho phối hợp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa để đẩy lui quân xâm lăng Cộng sản. Đó là cái lý do chính mà khi Trí Quang bắt đầu phát động một cuộc đấu tranh thì là người Mỹ, Trí Quang đã yêu cầu người Mỹ giúp đỡ thì người Mỹ đã ngoảnh mặt. Thì thưa quý vị, cái cuộc tranh đấu của Thích Trị Quang bắt đầu từ tháng 2 1966, là cái thời điểm bắt đầu đi đến cao điểm. Và cái thời điểm này nó kéo dài cho đến 100 ngày. Tất nhiên cho đến gần cuối tháng 6 thì mới được dẹp tắt. Tôi vừa thưa quý vị là cái mục đích và cái âm mưu của Trị Quang. Thì bây giờ tôi xin trình bày cái diễn tiến của cái cuộc biến loạn miền Trung. Sau khi tướng Nguyễn Cảnh Thi bị thay thế, thì cái người kế tiếp được trung ương chỉ định là thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, khi đó là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Thiếu tướng Trung vào thay thế làm tư lệnh quân đoàn. Chỉ trong một khoảng thời gian không đầy 3-4 tuần, thì cái phong trào tranh đấu càng ngày càng mạnh và đã có những cuộc bạo động xảy ra. Tôi là một chứng nhân ở trong cái giai đoạn đó tại Thừa Thiên Huế. Thì khi đó tôi vào ngày 6 tháng 6 1966, trong cái thời gian cao điểm của cuộc tranh đấu của Trị Quang, thì tôi đã từ đơn vị tác chiến và
về làm phó trực ký cảnh sát đặc biệt. Thật tình, cái chuyện mà tôi về nhiệm chức không như những cái thành phần hiện nay trên mọi diễn đàn cũng như những cái thành phần cộng sản nói là tôi phải chạy tiền chạy bạc để được về làm cảnh sát, hoặc là tôi một cái thế lực nào đó mà tôi chỉ là một người thường dân mà được phong vào cái chức vụ đó, thì cái chuyện đó có lẽ vì quý vị muốn bóp méo một cái sự thật mà quý vị nói như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người dân Huế đều biết rằng cái thời gian đó tôi là đại đội trưởng của đơn vị tác chiến, và tôi đã chống lại cái phong trào tranh đấu tôi và ông cùng trưởng quân Nam Hòa, khi đó là đại ủy Phạm Khắc Đạt, hai chúng tôi đã chống lại cái cuộc tranh đấu của ông Kỳ Quang. Bởi lẽ chúng tôi là những người lính tác chiến mà chúng tôi đã nhận được những cái lệnh lạc hết sức là nghĩa là đau lòng. Ví dụ như Bộ Chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên đã đánh điện cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi hạn chế súng, hạn chế đạn và điện trì, tất nhiên là mà cái loại pin mà để trong máy truyền tin tối đa, bởi vì cái lý do là Bộ Chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên không nhận được cái sự yểm trợ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn nữa. Đó là những cái lý do. Mà hơn nữa, khi phong trào tranh đấu Phật giáo mỗi ngày một mạnh, thì có thể nói là đại đa số anh em binh sĩ trong các cái đơn vị tại vùng 1, đa số họ đã ngã theo phe tranh đấu. Ngay riêng cái chi khu Nam Hòa và cái đại đội của tôi, hầu như có đến 2/3 anh em binh sĩ đã bỏ súng trở về theo lời gọi của Thích Trị Quang về thành phố Huế để tham gia phong trào tranh đấu. Vì cái do đó mà tôi thấy rằng đây là một cái phong trào rất là nguy hiểm, trong khi anh em binh sĩ chúng tôi phải chiến đấu ngoài trận tuyến, và hàng ngày xương máu của người lính Việt Nam Cộng Hòa đổ xuống để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ an ninh cho đồng bào, thì bên trong hậu phương những cái đám phản loạn như Trí Quang lại là đi ngược lại với những cái mà anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đang làm, nghĩa là một cái hành động phá rối nội an, gây xáo trộn và tạo một cái cơ hội thuận tiện cho cộng sản xâm nhập. Tôi ý thức được cái điều đó và tôi hết sức là buồn cho cái hoàn cảnh trong cái lúc đó. Vì vậy tôi đã trở lại chống lại với cái đám Trí Quang. Thì tôi xin thưa tiếp, khi ông thiếu tướng Nguyễn Văn Chuẩn vào làm tư lệnh quân đoàn chỉ một thời gian vài ba tuần sau, thì tình hình mỗi ngày một trầm trọng hơn. Trung ương lại thay Nguyễn Văn Chuẩn và đưa một người ra. Quý vị biết người đó chính là Trung tướng Tôn Thất Định. Trung ương nghĩ rằng ông Định là người Huế, và Trung ương nghĩ rằng ông Định là người rất là thân thiện với Trị Quang, bởi vì trong cái vụ đảo chánh 63, chính ông Định và ông Trị Quang cũng như đám quân nhân tham dự cuộc đảo chánh rất thân thiện với nhau. Thì Trung ương nghĩ rằng đưa Trung tướng Nguyễn Thất Địa là Tôn Thất Định ra thì có thể với cái tình bạn bè quen biết, với cái tình người Huế đã lâu, thì có lẽ là ông Định có thể ổn định được cái tình hình tại địa phương. Nhưng mà thưa quý vị, ông Định, tướng Định ra Huế không đầy hai tuần sau, tướng Định bất lực. Và một cái điều tệ hại nữa là ông Định bèn nhảy vào bộ tư lệnh của sư đoàn thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ, tướng Ray, để xin tị nạn chính trị với cái lý do là bất lực đối với cái tình hình vùng một chiến thuật. Như vậy là thưa quý vị, là ba ông tướng đã thay khỏi cái chức vụ vùng một chiến thuật. Tình hình tranh đấu một ngày một trầm trọng hơn, và cuối cùng Trung ương lại đưa thiếu tướng Huỳnh Văn Cao ra làm tư lệnh quân đoàn 1. Tôi cũng xin thưa là thiếu tướng Huỳnh Văn Cao vừa mới qua đời cách đây chưa đầy một tháng ở trên vùng Washington DC, vùng Virginia. Thì thiếu tướng Cao vừa đến Huế là bèn ngay lập tức đi với viên đại tá cố vấn phó của quân đoàn, đại tá Mỹ cố vấn phó của quân đoàn 1, bay ra sư đoàn 1 bộ binh gặp trung tướng Phan Xuân Nhung,
khi đó là tư lệnh sư đoàn một bộ binh, để thương lượng với ông ta và yêu cầu ông ta nên đưa sư đoàn một trở lại cái vị trí đứng đắn của người lính Việt Nam Cộng Hòa, là cái vị trí đặt dưới quyền điều khiển của bộ tham mưu tung hành những cái lệnh lạc hành quân của bộ tư lệnh bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giải thích của quân đoàn của sư đoàn một bộ binh: tên trung úy này là người của Thích Kỳ Quang, đã vô kỷ luật rút súng lục ra, súng côn 45 chĩa ngay vào người, thẳng vào người của trung tướng Huỳnh Văn Cao đang ngồi trên trực thăng và bắn trung tướng Cao. Nhưng rất may là tướng Cao không trúng đạn, và cái phản ứng tự nhiên của viên đại tá cố vấn cho tướng Cao ngồi một bên là viên đại tá Mỹ cố vấn ra lệnh cho xạ thủ Đại Liên, cũng là người Mỹ, trên trực thăng bắn hạ viên trung úy Nguyễn Đại Thích. Và tên này chết ngay tại sân cờ của bộ tư lệnh quân đoàn 1, trước cái sự chứng kiến của một số đông các sĩ quan của bộ tư lệnh sư đoàn 1. Trong đó có một nhân chứng mà xin lỗi quý vị cũng đã vừa qua đời cách đây cũng mấy tháng, đó là khi đó ông chỉ là thiếu tá thôi, là thiếu tá Nguyễn Văn Tố. Sau này ông là tiểu khu Thừa Thiên, một thân Huế, ông với tôi là hai người đã còng lưng chống đỡ các cái cuộc tấn công của cộng sản, ông bên phía quân đội, tôi bên phía cảnh sát, trong suốt 26 ngày tại Huế. Khi cuộc chiến chấm dứt thì trung tá thiếu tá Tố được thăng cấp tại mặt trận lên trung tá và được gắn huy chương để ngũ đặng bảo quốc không chương. Và cái chức vụ cuối cùng của ông Tố là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên. Đại tá Tố ông đã mất cách đây cũng khoảng hơn nửa năm. Đây là một cái người hùng và đây là một người ân nhân của dân Huế. Nhân danh đến tên đại tá thì tôi cũng xin một lần nữa cầu nguyện đại tá được yên nghỉ ở ngoại Vĩnh Hằng. Mọi chuyện trong cuộc đời này đại tá đã rũ áo ra đi và coi như là nặng nợ và cái kiếp của một người lính đã trả nợ đầy đủ cho tổ quốc, cho xứ Huế. Tôi cũng xin nói tiếp là khi viên trung úy Võ Đại Thức, Nguyễn Đại Thức này bị bắn hạ tại sân cơ bộ tổng bộ tham mưu sư đoàn 1, thì sau đó trực thăng của tướng Huỳnh Văn Cao bay vào lại Đà Nẵng và ngay lập tức Thích Kỳ Quang để khơi động phát động một phong trào mạnh mẽ hơn tại Thừa Thiên Huế, thì Thích Kỳ Quang ra lệnh cho một tay cầm sạc nằm vùng, một cái nhân vật tranh đấu khét tiếng trong đám của Lê Văn Hảo, trong đám của Nguyễn Đắc Xuân, của Hoàng Phụ Ngọc Phan, Hoàng Phụ Ngọc Tường, là một giáo sư, khi đó đã là giáo sư rồi, là giáo sư Ngô Kha, người mà bên đảng cộng sản cũng bên như đảng bên Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thường chụp mũ cho tôi, là người đã thủ tiêu ông này đó. Thì Ngô Kha ngay khi đó đứng ra thành lập chiến đoàn Nguyễn Đại Thích, và cái chiến đoàn này nó tập hợp toàn những cái binh lính gọi là lính đào ngũ, gọi là lao công chiến trường, và một số các cái nhân vật, các anh em binh sĩ của sư đoàn 1 một quá khích chống lại chính quyền, chống lại chính phủ trung ương gia nhập vào. Đó là cái chiến đoàn Nguyễn Đại Thích. Và tôi xin thưa kể tiếp là tướng Huỳnh Văn Cao khi bay vào lại Đà Nẵng và cũng không chịu đựng nổi với cái tình thế hết sức là gay cấn và hết sức là hỗn loạn của miền Trung, cho nên ông cũng đã một lần nữa theo gương trung tướng Tôn Thất Đỉnh là vào xin tị nạn tại bộ tư lệnh của bộ chỉ huy thuộc quân lục chiến Mỹ tại Đà Nẵng. Người kế tiếp được đưa ra đó là khi đó là thiếu tướng Trần Thanh Phong. Ông Phong ra Đà Nẵng và đó là cái thời gian mà trước tháng 6
và tôi và đại úy Phạm Khắc Đạt của tôi, là ông là cục trưởng Nam Hòa, ông là chi khu trưởng và tôi là chi khu phó, và sau này tôi còn kiêm luôn cái chức vụ đại đội trưởng, đại đội mấy cái đại đội địa phương quân nữa. Ok, chúng tôi hai chúng tôi được cái sự hỗ trợ của cố vấn Mỹ của quân, và chúng tôi phải rời bỏ quân để vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn trình diện. Thì tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn chúng tôi gặp Thiếu tướng Trần Thanh Phong, và Thiếu tướng Trần Thanh Phong lại sau khi chúng tôi trình bày hết tình hình thì Thiếu tướng Trần Thanh Phong lại ra lệnh cho chúng tôi trở lại quận Nam Hòa. Tôi giữ nhiệm vụ ở lại ngay tại chi khu Nam Hòa làm đầu cầu an ninh cho lực lượng của chính phủ đội quân, và đại úy Phạm Khắc Đạt có nhiệm vụ là trở về phối hợp với trung tá Phan Văn Khoa, tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên, thị xã Huế, đã ly khai với cái đám tranh đấu và kéo bộ chỉ huy của tỉnh đường Thừa Thiên về đóng tại quận Hương Thủy. Và thưa quý vị, cái tình trạng mà nó khủng đốn và nó trầm trọng nhất tại Thừa Thiên Huế là bắt đầu từ tháng 5 trở đi, trước đó tháng 4 trở đi, khi Thích Trị Quang thứ nhất cho lệnh chiếm Đài Phát thanh Huế. Đài Phát thanh Huế là một cái đài của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, y cho lệnh chiếm và biến Đài Phát thanh Huế thành Đài Phát thanh Cứu Nguy Phật Giáo. Mà thật tình mình phải nói một cách thành thật và nói một cách rõ ràng, không binh vực ai, thì phải thấy rằng đây là một cái điều ngớ ngẩn của Trị Quang. Bởi vì Phật giáo đâu có bị nguy khủng gì đâu, mà y đặt ra cái tên gọi là Đài Phát thanh Cứu Nguy Phật Giáo. Như vậy là công sở của chính phủ đã bị Thích Trị Quang chiếm. Cái thứ hai là Thích Trị Quang ra lệnh cho Nguyễn Đắc Xuân là một thành phần cộng sản nằm vùng trong Đại học Huế tổ chức những cái đoàn sinh viên Phật tử quyết tử, thành lập thành đoàn ngũ khóa, thành ba đại đội sinh viên quyết tử. Và đồng thời Thích Trị Quang cũng ra lệnh cho Trung tướng Phan Xuân Nhận, Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, đưa ba cái đại đội sinh viên này vào huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí. Ba đại đội sinh viên đã tập hợp và lên đường đi vào trung tâm huấn luyện Văn Thánh, tất nhiên là một trung tâm huấn luyện binh sĩ ở tại cách chùa Linh Mụ không xa, chỉ khoảng 2-3 cây số, đó là cái trung tâm huấn luyện binh sĩ của sư đoàn 1. Ba đại đội này sau một thời gian huấn luyện xong đã được trung tướng Phan Xuân Nhung trang bị vũ khí đầy đủ, và họ rời khỏi trung tâm huấn luyện, đổ ao vào thành phố giữ vai trò an ninh của thành phố, nghĩa là mọi người đều có súng, tay và vai thì mang súng, tay thì đeo băng đỏ, họ như là những vệ binh của lực lượng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà do Thích Trị Quang lãnh đạo. Họ chiếm hết tất cả các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, chiếm cả cao ốc và bắt đầu tổ chức những cái đoàn an ninh đi từng khu phố một và kêu gọi đồng bào tham gia phong trào tranh đấu của Thượng tọa Thích Trị Quang. Những ai không đi thì đương nhiên họ vu khống đó là người có cảm tình với Thiệu Kỳ hoặc có người của chính phủ trung ương, thì những cái gia đình hoặc những cá nhân, những cái người đó bị hành hạ, bị đánh đập, bị xị vạ đủ điều, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Thích Trị Quang lên đài và dùng ngay cái tập hội sinh viên Đại học Huế kêu gọi học sinh sinh viên đình bại khóa toàn diện, nghĩa là từ các cái trường trung học, đại học đều bại khóa đóng cửa để tham gia phong trào tranh đấu. Ai đã từng ở Huế trong một cái giai đoạn đó đều thấy rằng hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, hàng phút một trên cái đài Phát thanh Cứu Nguy Phật Giáo, Nguyễn Đắc Xuân cũng như Tôn Thất Kỳ cũng như Bụ Tôn là những cái lãnh tụ sinh viên tranh đấu đó đã bỏ những cái loại nhạc mà chúng ta ngoài cái tưởng tượng của ngoài người liều nhức đầu nhức ấp ở cái chỗ là nhạc đấu tranh giống như nhạc cộng sản,
đại khái như những lời lẽ là như là kẻ thù ta không phải là người giết người đi thì ta ở với ai, vân vân và vân vân đó. Thì trong khi đó đó thì lực lượng sư đoàn 1 là cái thành phần mà đối lập với chính phủ trung ương, dưới cái sự lãnh đạo của ông Phan Xuân Nhung, chủ tướng Phan Xuân Nhung, cũng đã quay súng trở lại đối với bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ, nếu chính phủ đưa quân đội ra dẹp loạn, đó là một cái tình thế như vậy, quý vị tưởng tượng rằng thành phố Huế trong vòng 90 ngày chờ không đông, phố phường không mở cửa, học trò bại khóa, công chức quân nhân đình công bại thị, vân vân và vân vân. Cái tệ hại nhất là Thích Tử Quang cho lệnh cơ sở đoàn ngũ hóa tất cả quân nhân công chức và lực lượng cảnh sát quốc gia. Một cái điều mà chúng ta có thể nói là không thể chấp nhận được là cái đám sinh viên tranh đấu quyết tử Phật tử của Nguyễn Đắc Xuân và của Bụ Tôn cũng như của Tôn Thất Kỳ đã tràn vào Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, lấy súng đạn, lấy máy móc truyền tin, lấy xe cộ của cảnh sát và trang bị lại cho cái đám phản loạn. Và bọn chúng dùng những cái phương tiện đó mà để mà đi kiểm soát cả thành phố Huế trong suốt một cái thời gian 90 ngày như vậy. Và thưa quý vị, lẽ đương nhiên có thể nói rằng là như tôi đã nói trước đây, sau những cái năm tháng về sau này tại hải ngoại thì những cái hành động của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ khi ông trở về Việt Nam, ông tuyên bố như thế này thế kia và ông sinh sống ở Việt Nam, thì cái hành động đó đối với những người quốc gia như chúng ta thật là một cái hành động mà làm buồn lòng cho tất cả mọi người, nhất hàng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thưa quý vị, khi nói đến ông Nguyễn Cao Kỳ thì chúng ta cũng phải nói rằng là ông Kỳ cũng là một chiến sĩ, cũng là một người anh hùng trong cái giai đoạn đó. Phải nói một cách rõ ràng, trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của năm 66, nếu không có cái quyết tâm của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, khi đó là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ miền Trung đã mất vào tay Cộng sản vào năm đó. Đó là một cái điểm mà chúng ta không thể chối cãi, cái lòng yêu nước và cái sự nhiệt tâm của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Cộng bên đó là Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, một con người mà đối với cá nhân tôi, ông ta là thần tượng của những cái người sĩ quan trẻ chúng tôi lúc bấy giờ. Và cũng đã gần 40-50 năm khi tuổi đời mỗi ngày mỗi lớn, thì chúng tôi, riêng cá nhân tôi, lại còn thương mến và cảm phục ông ta hơn vì những cái hành động hết sức là cương quyết, hết sức là yêu nước, hết sức là mạnh liệt đối với quân thù và đối với những ai chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Con người đó là một vị sĩ quan rất hiếm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa quý vị, rằng là tôi còn nhớ là khi tôi về bàn giao phó trực ti cảnh sát đặc biệt, tất nhiên là đơn vị chịu trách nhiệm về tình báo của tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế, vào 10 giờ sáng ngày 6 tháng 6 1966. Thì đúng 12 giờ trưa trên đài Cửu Nguy Phật Giáo, tất nhiên là đài Phật Thanh Huế, dòng nói của Thích Trì Quang đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mà tôi còn nhớ, mà tôi nghĩ rằng cho đến cái giờ cuối cùng của cuộc đời, một cái người lính như chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cái lời kêu gọi của Thích Trì Quang. Rất rõ ràng, ông ta lặp đi lặp lại từng giây một và từng năm phút một: tôi là Thượng tọa Thích Trì Quang đây. Tôi yêu cầu đồng bào ngoài giới ngay từ bây giờ đưa bàn thờ Phật ra đường để ngăn chặn quân đội Thiệu Kỳ đột quân vào thành phố Huế để tàn sát đồng bào Phật tử chúng ta. Đó là lời kêu gọi của Thích Trì Quang
vào đúng 12 giờ trưa ngày mùng 6 tháng 6 năm 1966. Lời kêu gọi đó được lặp đi lặp lại từng 5 phút 1, 10 phút 1. Và thưa quý vị, ngay lập tức khoảng 30 phút sau, trên mọi ngã đường của thành phố Huế, bàn thờ Phật tùng từ ra đường. Thì đau đớn cho những cái người Phật tử chân chính, cái đau đớn cho những cái người có một cái tôn giáo là Phật giáo, tôn thờ một cái niềm tin của mình, đã thấy cái vị mà linh thiêng mà mình hàng ngày hàng giờ thờ phụng đã bị Thích Kỳ Quang lợi dụng, đưa ra nằm, đưa ra làm nhơ nhuốc ở các cái nẻo đường trong thành phố Huế. Đó là bọn chúng đưa những cái tượng Phật, thiết lập những cái bàn thờ rất là đồ sộ, cũng có lư hương, cũng có bát nước, cũng có chuông mõ, rồi cũng có chiếu hoa trải giữa đất bàn thờ, rồi thì cũng có các vị nữ cô nữ si ngồi tụng kinh niệm Phật, và sau đó là những cái đoàn người Phật tử mặc áo xám, áo lam ngồi niệm Phật suốt đêm suốt ngày. Thưa quý vị, thì đó nó có cái tác dụng gì? Cái thứ nhất, về mặt tâm lý, nó gây cái xúc động lớn đối với, và nó khích động cho những cái thành phần tranh đấu quá khích. Và cái tác dụng thứ hai là ngăn chặn cái sự di chuyển của tất cả ngoại giới và nhất hàng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia đột quân để dẹp loạn. Và thưa quý vị, là với cái tình trạng như vậy, thành phố Huế hầu như là một thành phố chết, bế tắc hoàn toàn, chợ không đông, cửa hàng không mở, sinh viên học sinh bại khóa, công chức rời bỏ nhiệm sở, kẻ không tham gia tranh đấu thì ở nhà, người thì tham gia tranh đấu, thì tất cả đều dưới quyền điều động chỉ huy của Thích Trị Quang, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đám sinh viên Đại học Huế. Mà đại đa số, tôi có thể nói với quý vị một cách rõ ràng là 99% bọn chúng là những cái cơ sở nằm vùng của Cộng sản, là những cái đoàn gọi là đoàn sinh viên học sinh giải phóng thuộc cái cơ quan thành ủy Huế đó. Thì hầu như mình thấy rằng là có thể mất thành phố Huế bất cứ lúc nào với cái tình trạng đó. Trong khi đó thì quý vị thấy rằng là về cái tình hình quân sự cũng rất là khó khăn. Ở cái chỗ là cái sư đoàn 324B của bộ chỉ huy quân khu Trị Thiên, nó đã kéo từ trên vùng núi Xanh đó, nó về áp sát ngoài cái vòng đai an toàn của thành phố Huế, và nó không có một cái phản ứng nào. Nó nằm đó, nó chờ đợi đó, cái bước tiến của Thích Trị Quang, nghĩa là tiến sâu hơn nữa, làm những cái điều mà có thể nói là xáo trộn hơn nữa, thì lập tức quân đội Cộng sản Bắc Việt rất là dễ dàng tràn vào thành phố Huế và chiếm giữ thành phố Huế. Thành tôi nói thẳng rằng là nếu không có tướng Quỳ, không có đại tá Ngũ Ngọc Loan đổ quân để cứu Huế vào tháng 6 năm 1966, thì có lẽ Huế đã mất từ 1966, chứ không phải đợi đến 68 và không phải đợi đến 1975. Thì thưa quý vị, trong một cái tình trạng hỗn loạn như vậy, hầu như thành phố Huế đều được đó, quân phản loạn và Thích Trị Quang kiểm soát. Thì tôi và đại úy Phạm Khắc Đạt về trong cái hoàn cảnh hết sức là cô đơn và hết sức là nguy hiểm. Tôi về bàn giao cái lực lượng tình báo của Ty Thừa Thiên vọn vẹn chỉ có 4 người, trong đó có một người bạn thân, bạn học từ năm lớp nhất, anh ta là Trần Văn Em, chỉ ở lại đó và nghĩa là không theo phe Phật giáo. Và cũng rất là tội nghiệp, anh này là Mậu Thân 68 đã bị Việt Cộng chôn sống đó. Còn ngoài ra tất cả một cái tiết cảnh sát, mà thưa quý vị biết rằng là cái lực lượng của cảnh sát quốc gia Thừa Thiên, cái nhân số quân số nó trên 5.000 người, mà khi bàn giao tất cả mọi người đến tham dự bàn giao dưới sự chứng kiến của ông tỉnh trưởng Phan Văn Khóa, bàn giao trưởng ti cảnh sát chống đại úy Phạm Khắc Đạt và phó ti cảnh sát đặc biệt chống thiếu úy Liên Thành, vọn vẹn chưa đầy 12 nhân viên ngồi trong buổi bàn giao đó. Tất cả đều đã tham gia, một số lớn thì tham gia phong trào tranh đấu gọi là lực lượng
cảnh sát Phật tử đã theo thầy đi qua, và còn số ít là anh em cảnh sát Công giáo thì họ ở nhà, họ không có đến vì họ sợ sệt những cái nguy hiểm xảy ra. Thì thưa quý vị, là đúng như tôi thưa là 12 giờ trưa là cuộc bàn thờ Phật xuống đường, và sau đó những ngày kế tiếp, không những ở thành phố, các quận nông thôn và đặc biệt lực lượng Phật giáo chiếm lĩnh hàng hoàn toàn, trong đó có thể nói là cầm sạc nằm vùng Đà Lòng. Trong đó quốc lộ 1 từ đèo Hải Vân ra đến Quảng Trị là một cái huyết mạch quan trọng khi đó cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Hoa Kỳ. Đó là cái huyết mạch chuyển vận tiếp liệu, tiếp vận, và cái huyết mạch để chuyển quân hành quân bị bế tắc, không đi được và không dứt được vì bàn thờ Phật tràn đầy. Tôi lặp lại và cái chuyện này đã nhiều lần tôi thưa với quý vị, thì quý vị có thể nói ô cái chuyện này ông nói rồi sao nói hoài mãi, nhưng mà để tôi cũng muốn nói để cho những người chưa được nghe biết thêm rằng là ngày mùng sáu tháng sáu thì bàn thờ Phật xuống đường, ngày mùng tám thì lực lượng trung ương đổ quân, lực lượng đầu tiên đổ quân tại Huế đó là biệt đoàn 222 cảnh sát giải chiến. Khi ấy là thiếu tá Phan Huy Sạch chỉ huy, sau này ông lên đại tá, vì hiện bây giờ ông đang ở tại thành phố Seattle đó, ông gấp là sĩ quan nhu qua. Thì khi đổ quân xong, ông chiếm lại tí cảnh sát, trong đó có chúng tôi làm nội ứng, và cái vấn đề chiếm lại không khó khăn, chúng tôi hoàn toàn chiếm lại tí cảnh sát. Và sau đó đó thì quý vị biết rằng là ngày mùng 8 thiếu tá Sạch bị biệt đoàn 222 cảnh sát giải chiến đổ quân, thì ngày mùng 9 đại tá Nguyễn Ngọc Loan đến Huế vì bộ tham mưu hành quân dẹp loạn của ông. Đầu tiên thì cái đêm đầu đóng tại tòa tình cự, nhưng mà sau đó đêm thứ hai bắt đầu ông đóng tại tòa đại biểu, và lực lượng tiếp tục đổ quân, trong đó có thủy quân lục chiến, cảnh sát giả chiến biệt đoàn 222, rồi sau đó biệt đoàn 333 đổ quân, và nhiều lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát đưa ra. Sau đó là ông bắt đầu có kế hoạch. Việc đầu tiên ông tung thử một cái lực lượng do tôi chỉ huy, chỉ một đại đội thôi, vào cái đêm kế tiếp là tôi chỉ huy một đại đội cảnh sát giả chiến xuống cái vùng án cựu để dẹp khu bàn thờ dưới vùng án cựu, nhưng mà không được. Đây chỉ là cái trách nhiệm của ông thôi. Khi cá nhân tôi vừa đổ cái đại đội cảnh sát giả chiến xuống vùng đó thì ngay lập tức tôi bị vây, ngay lập tức liền giữa đường nhựa bị đám Phật tử và đồng bào trong xóm họ vây lại, và họ đem những cái lốp xe hơi và những cái vật gì có thể đốt được thì họ bắt đầu, nghĩa là chất xung quanh chúng tôi để sẵn sàng thiêu sống chúng tôi. Thì đương nhiên cái phản ứng là không thể chấp nhận được, và tôi đã ra lệnh cho đại đội sẵn sàng phá vòng vây, nghĩa là dẹp cái đám này đó. Nhưng mà khi nó bắt đầu đốt đuốc lên đó, đốt lửa lên, thì tôi gọi máy báo ngay cho đại tá Nguyễn Ngọc Loan liền. Tôi nói đại tá, đơn vị em đã bị bòn dưới này nó vây và nó bắt đầu đốt lửa xung quanh để mà thiêu. Thì ông nói với mày, ông trong máy truyền tin đó, tôi nghe rõ ràng là mày cố gắng đó, vượt khỏi cái vòng vây đó đưa đơn vị về, tao không muốn cái chuyện gì xảy ra hết đó. Thì tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Trong khi đó thì anh đại đội trưởng đại đội cảnh sát giả chiến đi theo tôi đó, của biệt đoàn 222, thì anh ta nói với tôi rằng thiếu úy yên tâm, đồ này nói xin lỗi về thiếu úy, giống như nói xin lỗi về quý thính giả đang theo dõi cái buổi truyền hình ngày hôm nay, tôi muốn nói cho đúng cái danh từ của một người lính khi đó trong cái hoàn cảnh hoàn nạn mà họ vẫn nói một cách hết sức là đùa giỡn. Nói thiếu úy yên tâm, cái đồ này giống như cái đồ mà chúng tôi đi vô nhà thổ đi ra thôi, chẳng có chi khó khăn đâu. Nếu thiếu úy ra lệnh là chúng tôi sẽ dẹp ngay. Nhưng mà tôi nói là không được, cái này là lệnh của đại tá, chúng ta bằng mọi cách phải rút về. Thì sau đó tôi rút về an toàn và trình diện đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Một đêm yên tĩnh
và bàn thờ Phật vẫn tiếp tục xuống đường. Lực lượng tranh đấu vẫn kêu gọi chống đối chính quyền trung ương. Và thành phố Huế vẫn là một cái thành phố chết, một cái thành phố bất động giữa một cái cơn khủng hoảng chính trị do tên Đại Việt Giang Cộng sản Thích Trị Quang đang điều hành. Thì đêm kế tiếp, tôi được lệnh Đại tá Loan lên tòa đại biểu với một số nhân viên của tôi thạc tùng với đại tá qua bên đường Trần Hưng Đạo. Khi qua Trần Hưng Đạo thì thành phố đó là cái khu phố chính của thành phố Huế hết sức là tiêu điều. Cửa nhà mọi nơi đều đóng kín và bàn thờ Phật khói hương nghi ngút. Chúng tôi đổ quân xuống đó dọc theo đường Trần Hưng Đạo. Đổ quân từ khi 10 giờ đêm thì mọi người đều bố trí hết và tướng Loan vẫn đi tới đi lui, ông đại tá Loan vẫn đi tới đi lui trên đường. Lâu lâu ông lại ghé vào nên mấy cái bàn thờ mà ở ngay giữa đường nhựa đó có một vài vị ni cô đang ngồi thì ông chỉ nói chuyện thôi đó, cũng như là cái chuyện mà nói giỡn với mấy ni cô đó cho vui, cười nói rất là bình thường giống như là bạn bè. Thì tôi nghĩ trong lòng không hiểu cái ông tướng, ông đại tá này ông làm cái gì mà với cái tình hình như thế này mà ông chẳng có chi, em bắt đổ quân rồi cứ ngồi yên mà để cho ông cứ đi tới đi lui, ông đụng cái chai bia ông uống rồi ông gặp cái bà ni cô nào mà mặt mày trông dễ ngon cái thì ông lại ngồi bệt xuống gần bên ni cô ông nói chuyện, ông chọc ông đừng dậy. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Khi đúng 12 giờ khuya đó, ông ngó đồng hồ và tôi cũng ngó đồng hồ, tôi theo ông tôi ngó đồng hồ, đúng 12 giờ khuya ông đừng dậy và ông xoay qua nói về tôi, Thành, mày một bên, tao một bên bưng cái bàn thờ này vào được. Tôi hết sức là ngạc nhiên mà nghe lệnh của ông, thì rõ ràng là ông giơ hai tay ông bờ một cái bàn bên này và tôi phải bờ một bàn bên tay, hai thầy trò chúng tôi dính cái bàn thờ Phật đó vào ngay lề đường. Sau khi cái bàn thờ Phật mà chúng đại tá Loan đích thân dính vào lề đường rồi một cái, ông bước ra và ông chỉ giơ tay ông ngoắc một cái thôi, thì tất cả cảnh sát dạ chiến của biệt đoàn 222 họ đổ ra như ông vợ tục. Và thưa quý vị, 15 phút sau thôi, đường Trần Hưng Đạo sạch trơn, không còn cái bàn thờ Phật nào trên đoạn đường đó cả. Và ông ra lệnh cho bung kẹp gai và chặn lại cái đoạn đường, lìa đó không cho ai vô ai ra. Ông trở về lại tòa đại biểu và ông giao cái khu vực cái đường đó cho chúng tôi, cho cá nhân tôi phải chịu trách nhiệm cái đó, không để cho người ta đem bàn thờ Phật xuống lần thứ hai nữa. Và thưa quý vị, sau một đêm đó thì ngày mai tất cả mọi lực lượng, cảnh sát dạ chiến, cảnh sát Thừa Thiên một số ít, các cái đơn vị của Thủy quân lục chiến được tăng cường cho đại tá Loan đổ dồn ra và dẹp loạn quanh bàn thờ Phật trong thành phố Huế được dẹp. Ngay tại Đài Phật Thanh Huế, tướng Loan đã cho lệnh chiếm lại Đài Phật Thanh Huế, Đài Phật Thanh mà bọn chúng gọi là Đài Phật Thanh Cửu Nguyên Phật Giáo, đã theo lệnh tướng Loan chiếm lại. Và tướng Loan là lên đài kêu gọi tất cả những cái thành phần tham gia tranh đấu giao nạp vũ khí và trình diện đại tá Loan tại Bộ Chỉ huy Hành quân đại tá Loan đặt tại khu Văn Lâm. Và cứ như vậy Đài Phật Thanh tiếp tục kêu gọi. Thì thưa quý vị, trong khi đó có hai cái sự việc xảy ra. Tôi là người đích thân hướng dẫn cái tiểu đoàn Trâu Điên xuống phía trường Phú Bài, và cái tiểu đoàn này có trách nhiệm là đi hành quân ở vùng phía Bắc Thừa Thiên. Tôi đón tiểu đoàn này vào buổi khuya và cho đến sáng ngày hôm sau từ phía trường Phú Bài rời khỏi được thành phố, nghĩa là rời khỏi cái khu vực, ra khỏi cái khu vực An Hòa để đi ra cái vùng phía Tây thành phố Huế. Và khi tiểu đoàn ra lọt khỏi cái vùng An Hòa rồi thì chính ông trung tá tiểu đoàn trưởng đã gọi máy cho tôi nói là Liên Thành, em có thể đi lui được rồi, bây giờ mà đi được, không cần cái sự hướng dẫn giúp đỡ của lực lượng cảnh sát nữa. Thì tôi có hỏi ông trung tá là, tôi nói là trung tá chắc không, xua không, còn nếu không tôi vẫn còn nhiệm vụ đối với trung tá thì tôi sẽ hướng dẫn trung tá. Cho đến khi nào mà trung tá thấy ok thì bằng lòng thì tôi trở lui. Thì ông trung tá tiểu đoàn trưởng Trâu Điên đã nói với tôi rằng không sao, ok thôi em đi lui đi. Thì tôi đi lui. Thưa quý vị, hết sức là đau lòng. 9 giờ sáng ngày hôm đó,
ngoài hệ thống truyền tin của tiểu khu Thừa Thiên, của quân đội, của sư đoàn 1, của Đại tá Loan, bên ngoài hệ thống đều oang oang những cái tin báo hết sức buồn là tiểu đoàn Châu Điên đã bị phục kích gần cái số 17. Và cái thiệt hại là có thể nói là rất nặng. Và cái vị đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng vừa mới nói máy trên cái hệ thống máy, đó là một cái mà nếu bây giờ nói đến cái vấn đề trách nhiệm thì có lẽ là phải lôi đầu cái tên Thích Kỳ Quang ra mà hỏi tội nó về cái vụ này mới là đúng đắn. Đó, thì thưa quý vị, đó là những cái. Cũng như cái vụ Đại tá Nguyễn Ngọc Loan khi làm tét thử quái phản ứng của lính sư đoàn 1 như thế nào, thì ông cho lệnh tôi đem hai cái xe của tin thông tin qua thành phố Huế kêu gọi đồng bào mở cửa, tái sinh hoạt trở lại làm ăn buôn bán, nghĩa là quay như là tạo cái bình thường, cái không khí bình thường trở lại cho thành phố Huế. Thì ngay lập tức chúng tôi đã bị một đơn vị của sư đoàn bộ binh sống đến và cướp luôn hai cái xe của ti thông tin giao cho chúng tôi để đi kêu gọi. Thì tôi gọi máy bảo về cho Đại tá Loan biết, tôi nói cái nhiệm vụ tôi không làm được là bởi vì là hai cái xe thông tin đã bị lính binh sư đoàn 1 cướp rồi, và có thể chúng tôi sẽ và sắp sửa gặp nguy hiểm về phản ứng của binh lính sư đoàn 1. Thì bây giờ đại tá cho chỉ thị, thì ông Đại tá Loan ông nói mày đứng đó, ta qua bây giờ. Thì ông và bộ tham mưu lái xe qua. Khi ông qua thì ông đứng ngay những cái chỗ chúng tôi đang bị mất hai xe. Thì ông bắt loa, ông kêu gọi, ông nói, ông yêu cầu đảng phản loạn cả hai cái xe đó lại cho chính phủ. Bởi vì hai cái xe này là xe của, là tài sản của chính phủ. Các anh không có quyền chiếm cứ như vậy. Nếu bằng không thì tôi sẽ cho lệnh máy bay oanh tạc. Đó là lời kêu gọi của thiếu tướng Loan đối với cái đơn vị mà đã cướp hai cái xe phẩm thanh của ti thông tin mà do tôi chỉ huy để đi kêu gọi đồng bào mở cửa. Tôi cũng nghĩ rằng đó là lời dọa mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, không phải là lời dọa. Đi theo Đại tá Ngọc Loan là có một vị trung tá không quân. Ông này là sĩ quan điều không của lực lượng dẹp loạn của Đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Thì tôi đứng kế tiếp và chính Đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã cho vị trung tá điều không của Bộ Tư lệnh Không quân một cái lệnh rất rõ ràng. Ông xoay qua nói mày gọi oanh tạc ra ngay cho tao lập tức liền. Thì thưa quý vị, chúng tôi đợi trong vòng khoảng một tiếng thì phải. Thì trên bầu trời Huế đã có hai cái máy bay oanh tạc Skyraider của Không quân Việt Nam Cộng Hòa bay lượn trên bầu trời Huế và sẵn sàng theo lệnh của Đại tá Loan hoặc là theo lệnh của sĩ quan điều không dội bom hoặc là oanh tạc ngay lập tức. Và sau đó cái lực lượng đó đã sợ và trả lại hai cái xe. Và tương tự như vậy thưa quý vị, là sau đó ngoài cái thành phần tranh đấu là bắt đầu buông súng đầu hàng tình diện Đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Thì và kế tiếp là Thích Kỳ Quang thấy đã bại trận, đã thua cuộc, cho nên tuyên bố tuyệt thực 90 ngày. Nhưng mà không thể nổi với Đại tá Loan. Đại tá Loan ra lệnh cho tôi bắt Thích Kỳ Quang và giải giao cho Đại tá Loan đưa về tòa đại biểu. Thì khi đó Thích Kỳ Quang đã kéo về ngồi tuyệt thực tại tòa hành chánh tỉnh Thừa Thiên. Và đương nhiên là chúng tôi bắt ông ta đưa lên giá cho Đại tá Loan, và chúng tôi lên vây chùa Từ Đàm và soát trong phòng của ông ta. Thì ngoài một số tài liệu thì như chúng tôi đã nói, thì chúng tôi cũng lục soát một số đồ của đàn bà mà chúng tôi thấy không tìm loại ra ở đây. Thì tôi có trình với Đại tá Loan, thì Đại tá Loan nói rằng là dẹp đi, mày hay tao nói ai mà tin được cái chuyện này, thôi thì bỏ qua đi. Thì cuối cùng chúng tôi bỏ qua những cái chuyện mà những cái đồ mà tầm bậy tầm bạ của đàn bà trong phòng của ông Kiệt Quang. Và cái vụ tranh đấu đó chấm dứt, nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất nặng nề là những cái thành phần tranh đấu của ông Kiệt Quang, những cái thành phần cơ sở Việt Cộng Nam Vùng,
bị chúng tôi vây bắt, một số chúng tôi bắt được, một số bọn chúng trốn vô chùa về vũ khí và sau đó được cơ quan tình báo của Việt Cộng cũng như là Hoàng Kim Loan thi hành lệnh của Thành ủy Huế đã đưa Giao Liêm về và giải thoát một số bọn chúng lên bậc khu. Để rồi năm 68 bọn chúng trở lại Huế và xảy ra cái cuộc tàn sát Mậu Thân 68. Thì chuyện đó mình sẽ nói sau. Đó là tóm tắt. Sau đó thì Thích Trị Quang bị Tướng Loan giải vào Sài Gòn và giam lỏng ở tại bệnh viện của bác sĩ Nguyễn Văn Tài. Và có lẽ là cái thời giờ gần hết, tôi phải trả lời một số câu hỏi. Thì nếu có thể được thì lần tuần sau tôi sẽ xin nói tiếp cái hậu quả và cái công việc của Thích Trị Quang từ đó cho đến trước ngày mất nước 30/4/75. Bây giờ để rất vắn tắt, tôi có nhận được một số câu hỏi của quý vị đã hỏi như sau. Nhiều người nói Trị Quang mầm làm lãnh đạo và ông cũng vừa nói Trị Quang là nhân vụ biến động miền Trung 66 muốn trở thành lãnh đạo cả miền Nam, như thế nào là một lãnh đạo khi ai nhìn vào cũng thấy ông ta là một người tu hành? Thưa ông, có phải ý ông muốn nói Thích Trị Quang đã rút bỏ áo cà sa đứng ra cứ vào chính phủ điều hành quốc gia hay không? Thì tôi xin thưa như thế này, như cũng như quý vị cũng đã biết, ở các cái nước Hồi giáo, các cái nước mà như chẳng hạn như trường hợp ông Khomeini, ông đâu có cần cột cái áo, ông là lãnh tụ Hồi giáo đó đó, ông là một cái người mà tu trong cái Hồi giáo, ông là lãnh tụ Hồi giáo, nhưng mà ông chỉ huy cả quốc gia. Thì cái mầm của ông Trị Quang cũng như vậy. Ông Trị Quang mầm là sẽ trở thành một cái vị gọi là quốc phụ của miền Nam Việt Nam, nghĩa là mọi cái vấn đề hành chính tổ chức quân đội điều người điều do ông đặt để ra, và tất cả mọi chuyện vẫn có chính quyền, vẫn có thủ tướng, vẫn có tổng thống, nhưng mà trên đó là ông ngồi phía trên, mọi việc vẫn phải hỏi ý kiến của ông. Đó là cái trường hợp xảy ra sau của cuộc đọc cảnh 63. Tôi đã thưa là chùa Từ Đàm trở thành một cái dinh độc lập thứ hai, nghĩa ngoài cái vấn đề bổ nhiệm của lính sư đoàn 1, của các cấp chỉ huy trong vùng một chiến thuật, từ tỉnh trưởng xuống cấp thấp nhất là quân trưởng, rồi trong quân đội là từ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, v.v. Ngoài chuyện nếu không có thầy Trị Quang gật đầu thì những cái người bổ nhiệm, được bổ nhiệm lên sẽ trở thành là những nhân vật gọi là tàn dư của mật vụ nhu diệm, và chỉ 24 giờ đồng hồ sau là phải ra đi ngay lập tức. Sẽ có những cái cuộc biểu tình phản đối, chống đối, đây là mật vụ nhu diệm tàn dư còn sạc lại. Thành không ai có thể chịu đựng nổi nếu Trị Quang không chấp thuận ở cái vị trí đó. Tôi là người cũng là một cái nạn nhân của Trị Quang, nhưng mà may mắn vì tôi có cái liên hệ rất là chặt chẽ, gia đình của tôi đối với Phật giáo. Như tôi đã xin thưa nhiều lần, vì tăng thống, đệ nhất tăng thống của Phật giáo Việt Nam, thống nhất Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, tôi kêu bằng ôn chú. Ôn có nghĩa là ông này là anh ruột của bà nội tôi. Khi mà cuộc tranh đấu bắt đầu xảy ra, tôi làm đại đội trưởng ở trên Nam Hòa. Và tôi đã có một đêm tôi đùng trần về quân cộng sản, tôi kêu gọi pháo binh bắn yểm trợ. Thì pháo binh đã vì lơ là mà viết cái con số zero thành con số 6, là thay vì 7-6 theo cái trục hình ngang toán học, thì cái viên đạn nó rời từ cái địa điểm bên tay trái qua bên tay mặt 6 cây số, và cái quả đạn rớt xuống rồi trúng gần một cái chùa sư nữ, trúng trong chùa sư nữ. Nhưng mà may là 4 ni cô trong chùa sư nữ, cái đêm đó là trời nóng, mấy cô vừa đi tắm mà vừa ra giặt quần áo ngoài cái giếng, ngoài một cái vạt ruộng, cho nên không ai bị thương hết, còn nếu không chắc là sẽ to chuyện. Thì ngay sau đó, sáng hôm sau là sinh viên Đại học Huế và Phật giáo Việt Nam thống nhất của Thích Trị Quang kéo lên cùng Nam Hòa biểu tình, nói là tàn nhu mà cái vụ du liềm bắn sập chùa. Thì tôi là nạn nhân. Và quý vị phải biết là ông khi đó ông đại tá Nguyễn Thành Thí rất là cực khổ để mà gỡ rối cái vụ đó. Không phải là gỡ rối cho tôi. Đương nhiên khi
Tôi bị tướng thi gọi trình diện và tôi bị tướng thi quất một cái cán trên đầu rất là đau. À, mà cái đó là oan cho tôi. Nhưng mà trong đời lính tướng mà đánh cấp dưới là cái chuyện bình thường, tôi phải chịu trận thôi. Và sau đó chính tướng thi đã gửi một cái thơ trong tỷ quan và xin lỗi. Và nói đây không phải là hành động cố ý, hay đây không phải là hành động của tàn vũ gặp nhiều, tàn dư của nhu diệm. Cái người hoài bắn pháo binh, người đó là em ruột, em của Đại Đức Thích Chân Kim là Liên, là Đại Lão Hòa Thượng Thích Tình Thiết là Ung. Thành ra đây chỉ là một cái sự lầm lẫn trở ngại trong vấn đề kỹ thuật. Và quý vị biết sau đó tôi không bị phạt, nhưng mà cái vị pháo bùi trưởng đã bị phạt, bị ông tướng thứ phạt, hình như là đề nghị phạt 45 ngày trầm cấm và thuyên chuyển ra khỏi vùng một. Thì quý vị thấy rằng cái ảnh hưởng của trí quan nó rất lớn trong cái chính quyền miền Nam sau khi cuộc cách mạng 63. Thì cái chuyện mà trí quan muốn trở thành cái mầm mà trở thành quốc phụ là như vậy, anh ta muốn điều khiển tất cả. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều, trí quan là cơ sở cộng sản, trí quan là đảng viên cộng sản. Sớm muộn gì nếu trí quan đạt được cái chỗ đó rồi thì cộng sản cũng phải tiếp thu lại mà thôi. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là những tên Việt Cầm như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phụ Ngọc Phan sát cánh cùng Thích Trị Quang kích động biển Đồng 66, còn những tên tuổi khác như Tường Phan Xuân, Phan Xuân Nhung, Trung ủy Nguyễn Đại Thức thuộc thành phần nào trong cuộc chiến quốc cầm lúc bấy giờ? Thì tôi xin thưa vị, quý vị, hầu như là tất cả họ đều là cơ sở hoặc là nội hoặc là tìm của cơ quan thành ủy Việt Cộng. Họ nằm trong các cái tổ chức học sinh sinh viên giải phóng thành phố Huế, hoặc họ nằm trong các cái tổ chức gọi là thành phần ký vận của cơ quan thành ủy Huế. Nhưng mà tất cả đều được dưới sự điều khiển của một tên trung tá cầm tình báo chiến lược Hoàng Kim Loan. Tên này là một cái tên rất có kinh nghiệm và dày dặn, mà đã sống bất hợp pháp trong thành phố Huế 22 năm, từ năm 1944 cho đến mùa hè năm 1972, khi tôi mở chiến dịch hành quân Bình Minh và chính tôi bắt sống được tên này. Thì khi đó mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, ai là cộng sản, ai là cơ sở như thế nào. Thì cái đám này là đám cơ sở của Hoàng Kim Loan, của cộng sản. Cái câu thứ ba, một câu hỏi liên quan hiện tại, qua sự khích động của Tỷ Quang dùng cái gọi là Đài Cứu Nguy Phật Giáo Việt Nam, ta thấy rất đông dân sự tham gia đem bàn thờ Phật xuống đường. Ở đây không bàn đến hành động này xúc phạm đến Đức Phật, không chấp nhận được cái người ta theo đạo Phật chân chính, tại sao lại đông người nghe và theo lời của Tỷ Quang như vậy? Ngày hôm nay nhóm những chí đó đã sử dụng như đạo Hồi giáo để tiêu dù người ta tự vì đạo ôm bom khủng bố sẽ được lên thiên đàng vân vân. Còn Thích Trị Quang đã ban cho nhóm người chống chính phủ thiều kỳ ảo tưởng gì mà họ lại răng chấp nghe như vậy? Thật tình tôi xin trả lời với thính giả vừa hỏi cái câu này rất là hay. Thật tình cái ảnh hưởng khi đó của Trị Quang rất lớn. Nó bị hai phần như tôi trình bày trước. Một phần là do cộng sản tình báo, cộng sản nó đánh bóng Trị Quang thành một cái thần tượng. Và một phần vì người Mỹ, cũng vì cái nhu cầu đạo chánh 63 mà đã tạo cho Trị Quang thành một cái thần tượng. Thành khi đó dân Huế đối với Trị Quang như là một vị Phật sống, không cần có một cái quyền lời nào, nhưng mà Phật đã dạy thì phải nghe thôi. Chính ngay mẹ ruột của tôi đưa bàn thờ Phật ra đường, mà mẹ tôi trong cái thời gian đó tôi có tạc về nhà tôi ở An Lăng đó để thăm mẹ tôi, thì mẹ tôi nói như thế này: thật tình đưa Phật ra đường là một cái điều mà rất tội cho ngài, đưa Phật ra nằm ngoài sương ngoài gió thì cũng đau lòng, mà không đưa Phật ra đường thì lại sợ thầy la. Thì quý vị thấy như vậy cái ảnh hưởng của cái niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng của cái niềm tin vào cái đấng thiêng liêng là Đức Phật còn nhẹ hơn cái ảnh hưởng đối với thầy Trị Quang khi đó. Phải nhận một điều như vậy. Thử hỏi quý vị,
một ông tư lệnh quân đoàn như Trung tướng Nguyễn Cảnh Thi, khi lên gặp ông Trị Quang mà phải ngồi chờ đợi, phải do một cái tên nghĩa không ra gì gọi là bí thư của ông Trị Quang là Nguyễn Khắc Từ làm khó làm dễ, rồi mới vào trình với thầy, rồi thầy cho, rồi Trung tướng mới được vào ý kiến. Thì thử hỏi quý vị, còn cái gì nữa là quốc gia, còn cái gì nữa là gọi là quân đội? Thành câu hỏi của cái vị khán giả này rất đúng. Họ không có cái gì hết, nhưng mà vì họ đã tạo ra cái thần tượng Trị Quang. Và cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, tôi xin thưa như thế này. Có nhiều người ở đây thấy những cái lời nói tôi là đúng, là sự thật. Qua sách vở, qua báo chí, qua những nhân chứng tôi đưa ra. Nhưng mà họ vẫn không chấp nhận đó là sự thật. Họ vẫn nói thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, tài ra từ nói hoài vậy, nói chi thầy mà tội như vậy. Đó là cái vấn đề, cái ảnh hưởng ngày xưa của Trị Quang vẫn còn lại trong lòng họ là như vậy. Thưa quý vị, là cũng đã hết giờ, tôi xin dứt ngang đấy. Và tôi cũng mong mọi quý khán thính giả, đặc biệt là quý vị ở trong nước, xin đặt một số câu hỏi liên lạc với tôi qua Facebook. Đó, xin cảm ơn quý vị. Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình,
hàng triệu thanh niên một lần sinh bác, đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.